thầy bị nghiện mà. Hôm nay chị cũng bị ghiền thời điểm lễ thời lễ ghiền. Đồng tháng là giai đời lây lao từ cho nên kích thích chứ. Ai đó, na đó, na nhỏ đó. Họ nhỏ nhẹ rừng là mô như Hải lại Hải không hay? À, hai lại hai bằng thương á. Bằng thương với con này, ba một trời một vật. Thương già. Thương là già rồi. Dẹo rơi chứ. Còn không bố như mình thôi. Mình như đàn ông. Nó sạch sẽ, nó đẹp. Mặt mà thấy máu nhiều thì dính này, nhìn dơ dơ, không đẹp. Đúng rồi. Vậy. Chủ nhật bên kia nghỉ ở dưới. Bên nào em? Ở sửa, sửa một con. Chủ gì? À, không biết nữa. Bây giờ như kêu người làm như mình đâu biết. Chắc chứ. Mà nó em biết chẳng lắng thuộc à? Chủ nhật người ông kiểu quen rồi kìa, trừ kiểu như bỏ người thay đổi tính rồi mệt, khó chịu đổ kìa, kiểu như là rất ngạn được, lại thành ra ví dụ như ông mập quá là thành ra bị gậy ngứa, thiệt mà mập nó rồi chứ. Đâu có tốt đâu. Ví dụ đi tập thể dục đồ được, nó ít đi.
Em chịu đau cũng giỏi. Khách ha, phòng 2 nó mụn nhiều không? Yo tampoco, ¿no?